Từ xưa đến nay, chưa khi nào mạnh phải chịu thua khi đối đầu với bất cứ thằng nào, con nào. Chứ đừng nói tới việc phải tháo chạy đến xúc quần tà lõn tới hai lần. Nhưng điều tệ lẫu nhất lại là thua một con mọi ở trong rừng ra. Càng nghĩ càng muốn phát điên. Chuyện gì vậy trời? Không lẽ mạnh này đã xuống dốc tới tận đất đen rồi hay sao? Càng chạy về gần tới nhà, nhìn tấm kính lái nứt bể tan hoang, mạnh càng muốn nổi cơn điên khùng. Đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó diễn tả. Chắc chắn phen này con đĩ xoan sẽ nổi cơn tam bành và dập gã một trận tơi bời khói lửa, chứ chẳng tha. Đúng y như vậy, khi xe dừng trước cửa tiệm thì đã thấy Xoan mặt mũi hầm hầm bắt ghế ngồi đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Mạnh lo lắng quan sát diễn biến tâm trạng khá phức tạp đang hiện ra rõ hết sức sinh động như trong một khúc phim quay chậm trên khuôn mặt nhăn nhó của ả đàn bà. Mới đầu vừa trông thấy cái xe chờ tới, Xoan nhíu mày ngó lom lom như không nhận ra đó là chiếc xế cưng mới tậu của mình. Chắc chắn là không phải rồi, vì mặt kính vỡ nát chằng chịt vết nứt, lại lủng lỗ lủng hang toàn hoác. Đầu xe thì có hai ba vết móp lõm vào. Đôi mắt nàng trợn ngược, còn cái miệng há ra tròn vo rồi chu lên như một con chuột chuỗi. Có lẽ đó là sự pha trộn giữa nỗi kinh hoàng và một cơn tâm bành sắp nổ tung. Rồi đột nhiên Xoan lắp bắp hét lên những âm thanh the thé đứt quãng không thành tiếng. Cái gì thế này? Mày làm gì chiếc xe của tao vậy hả thằng chó? Nhìn thấy Mạnh vừa rón rén nhảy xuống xe, Xoan lao tới cầm luôn chiếc ghế nhựa phang thẳng vào đầu gã. Do phòng bị từ trước nên gã nhanh nhẹn nhảy sang một bên né tránh và la chói lói: Người ta bị tai nạn đã không hỏi han cho đàng hoàng mà còn làm gì thế ghê vậy? Xoan trợn mắt dữ tợn phun ra những câu chửi rủa: Hỏi con mẹ mày, đồ chó, đồ ăn tàn phá hại. Vừa nói nàng vừa xông vào cào cấu loạn xạ vô mặt vô người của gã tài xế. Mấy cái móng tay nhọn hoắt để liền hai ba vết xước trên mặt. Cảm giác đau rát khiến Mạnh nổi hùng, vừa cuống quýt chống đỡ vừa la hét: Này con đĩ hàm hồ kia, vừa phải thôi, tao không nhịn mày nữa đâu nhé. Á đàn bà thở hồng hộc ngồi phệt xuống đất, chán nản nhìn chiếc xe mà cảm thấy đau lòng xót dạ. Không phải tiền của mày sắm nên đâu có thấy tiếc. Trời ơi là trời. Mạnh mon men bước tới gần, nói với giọng nhỏ nhẹ hơn: Này, ngoái cái lỗ tai nghe cho kỹ. Tai nạn xảy ra trên đường chứ ai mà muốn. Thay kính lái và sơn tút lại là như mới thôi, hiểu chưa? Đồ khốn nạn, nói thế mà nghe được hả? Xe mới mua có mấy tuần, giờ bể tan tành như vậy. Như mới đâu có nghĩa là mới. Rồi tự nhiên lại tốn tiền. Mày làm cho chiếc xe mất zin rồi đó, đồ thằng chó à. Gã ngắm nghía người đàn bà tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch ngồi đó, bỗng dưng thấy kích thích một cách khó hiểu. Có lẽ vừa trải qua một cơn căng thẳng tột độ nên bây giờ cơn thèm muốn trái khuấy nổi lên đòi giải tỏa đây mà. Gã mặt dày sáng lại gần, quàng tay kéo Xoan vào lòng, giở trò năn nỉ: Thôi bớt nóng đi em, anh đâu có muốn vậy. Tiền sửa xe cứ trừ vào lương của anh, đừng giận nữa nhé.
Vô trong nhà đi, anh đền. Vừa nói, gã vừa xộc hai bàn tay vô trong áo của Soan, xoa nắng một cách thô bạo, và sốc nách lôi nàng đứng lên. Vô buồn đi cưng, anh sẽ làm cho em hạ hỏa. Nào, ngoan nào. Soan vùng vằng khá quyết liệt, nhưng rồi vẫn đứng lên. Mạnh biết mình đã thành công, nên cúi xuống, vừa gắn cái mỏ của mình vô miệng mụ đàn bà dâm dật, hung trất, vừa gấp gáp lôi nhau sền sệt vào trong. May mà chiều tối vắng vẻ ít người qua lại, chứ ai trông thấy cũng biết có hai con người đang động dục, giở trò sàm sỡ ngay trước nhà. Thật là quái đản, cứ y như hai con thú vừa cắn nhau đó, rồi lại xông vào nhau trong một cuộc lồng lộn giao cấu hết sức dữ dội. Sau vài mươi phút lăn lộn hùng hục trên giường, Mạnh lăn ra nằm ngửa thở hồng hộc. Soan nheo mắt nhìn người tình với ánh mắt chế giễu. Làm gì bữa nay xuống sức quá vậy cha? Gã tức tối rên lên phẫn uất. Trời, có lộn không vậy má? Hơn nửa giờ trả bài mà cũng chưa vừa với bà nữa sao? Xì, mỗi lần tới cả tiếng kia mà. Con người chứ có phải trâu bò đâu mà lúc nào cũng vậy. Thiệt tình á. Mạnh chợt ngắm nghía tấm thân phốt pháp của người tình. Sau lúc chưa làm ăn gì thì thấy mở màn còn phấn khích, nhưng khi xong xuôi rồi vừa nhìn lại, mấy lớp mỡ nhão nhoét chảy xệ, tự dưng gã thấy ứng ợn như ngó nồi thịt kho hột vịt mà Soan có lần đãi gã ăn hôm Tết. Bất giác Mạnh nhớ lại vóc dáng thon thả với vòng eo 56 của Hara. Đó là do gã tưởng tượng án chừng vậy thôi. Sao mà con bé có những đường cong uốn lượn, đồi núi chập trùng như cao nguyên Lang Biang, nhìn mê ly hết xiết như thế. Chứ có đâu mà bạc đi từng tảng như con mụ Soan béo phệ này. Gã lẩm bẩm trong miệng mà quên rằng mình đang thốt ra thành tiếng. Mẹ, phải chơi nó cho bằng được. Hả? Chơi ai? Nghe giọng chua như giấm của Soan rống lên, Mạnh giật bắn cả người, vội nói trớ liền. Thì chơi em chứ chơi ai? Mới đòi một tiếng không phải sao? Vậy thì làm liền đi, đây chưa đã. Mạnh chán nản buông thõng. Ừ thì làm. Giọng á đàn bà cất lên nghe khoái trá. Ngày mai đem xe đi sửa liền cho tôi à nha, tự móc tiền túi ra trả đó nghe. Biết rồi má. Hai tấm thân lại quấn lấy nhau như đôi lợn cạo lăn lóc trên giường. Trong khi đó, vào bữa ăn tối, Hara thấy bà Hưng uể oải nhai cơm với bộ dạng trầm ngâm ít nói, nên cô rụt rè hỏi: Anh ba không lo ăn mà nghĩ gì vậy? Anh băn khoăn nhìn nàng một lúc rồi nói lên thắc mắc của mình: Sao thằng đó cứ đón đường em mãi thế? Nó muốn gì nhỉ? Hara mở to đôi mắt trả lời thật đơn giản: Thì nó thù Hara, muốn đánh Hara chứ sao nữa. Em làm gì mà nó thù? Phải nói nó là thủ phạm định cưỡng bức em trước, nhưng không thành công, lại còn bị em đáp trả đích đáng, làm quê mặt nên mới sinh ra thù hằn, quyết trả đũa cho bằng được. Cô gái ngây thơ nói: Hara không bao giờ để cho nó hãm hại đâu, em thà chết còn hơn. Trời, chết chết cái gì chứ, làm gì đến nỗi thế. Có điều anh phải nghĩ cách ngăn chặn chuyện này, chứ không thể để tiếp diễn. Thằng khốn này
chưa chắc đã chịu dừng lại. Nó là đồ xúc sinh mà. Hara chợt cười khoái chí. Em chọi đá bể kính xe, kỳ này nó đền tiền cho chủ, nghèo luôn ha. Ba Hưng tỏ ra nghĩ ngợi. Mới có vài tuần mà nó cũng xin việc nhanh thế nhỉ? Chẳng biết nó làm ở đâu nữa. Hara láu táu cho ý kiến. Theo em thì ở bên Lâm Đồng thôi, vì nó đang chở hàng về bển kia mà. Anh gật gù nhìn nàng ngạc nhiên. Em nói cũng phải ha. Có thể đây là xe nhà của một chủ vựa nào đó, vì chẳng ai kinh doanh vận tải mà mua xe nhỏ xíu như vậy, lại còn thuê tài xế. Chắc chắn cũng không phải xe của nó rồi. Cô gái nhìn anh thán phục. Anh ba giỏi quá hà, em không nghĩ ra được như vậy đâu. Ba Hưng cười nói. Nhưng em mới phang đá bể kính xe, không khéo thằng Mạnh lại bị chủ đuổi việc lần nữa, cũng chưa biết chừng. Hara cười vang thích chí. Cho nó chết anh ha. Nhưng nó cứ chạy trốn lăng quăng như thế, lại càng khiến mình khó truy lùng. Cô gái nhìn anh rồi chợt phát biểu. Em nghĩ dù có chạy đi đâu thì rồi nó cũng sẽ lại kiếm em thôi. Nó đang thù em mà. Trời đất, em không sợ sao mà còn cười hả? Hara lắc đầu. Có anh em không sợ. Chợt Ba Hưng đứng lên bước tới bàn thờ, với tay lấy xuống một vật nhỏ xíu đưa cho Hara dặn dò. Đây là cái còi cứu sinh mà anh vừa đặt mua trên thành phố. Em đeo nó vào cổ mỗi khi đi đâu nhé. Gặp chuyện nguy cấp thì thổi mạnh hết cỡ. Trong vòng bán kính một cây số anh sẽ nghe thấy đó. Nhớ không nè? Hara reo lên. Ôi đẹp quá, em sẽ đeo. Cảm ơn anh. Đôi mắt Hara long lanh như ẩm ướt. Cô gái cảm động vì món quà nhỏ của Ba Hưng đến suýt phát khóc. Chợt cô vịn tay anh hỏi tiếp. Vậy ngày mai mình có đi Bình Thuận thăm dò tin tức nữa không? Anh đang suy nghĩ. Thiệt tình là chưa biết khởi sự từ đâu. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì Ba Hưng quyết định. Mai cứ đi Bình Thuận thôi. Nguồn gốc manh mối đều ở bển. Nhân tiện, anh sẽ gửi đơn yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra vụ tai nạn. Sẵn đó, em cũng nên viết đơn tố cáo thằng Mạnh âm mưu cưỡng bức nhưng không thành. Ồ, có nên không anh? Rất nên. Mình phải nhờ pháp luật giải quyết rốt ráo chuyện này. Nào lại đây, anh chỉ em viết đơn, chuẩn bị mai đi rồi nộp luôn. Anh lấy giấy bút cho Hara làm đơn. Cô gái hí hoáy nắng nót viết rất chậm. Thậm chí khi nghe anh đọc những câu dài, nàng còn bị lúng túng viết không trôi. Lúc ấy cô gái bối rối cười ngượng nghịu. Em dốt lắm, từ nhỏ không được đi học nên không thông thạo chữ nghĩa. Đừng cười em nhé. Ba Hưng tự nhiên đưa tay vuốt tóc cô gái an ủi. Cười cái gì chứ, không sao cả. Cứ từ từ tập cho quen. Anh thừa kiên nhẫn ngồi chờ em viết. Nhưng mà chữ của em viết đẹp lắm đó. Khi bàn tay anh chạm lên đầu, bỗng dưng Hara ngồi thừ ra bất động. Sau đó cô từ từ xoay lại, ngẩng mặt nhìn lên, đôi môi hé mở một nụ cười sung sướng. Cô ngây thơ nói, em thích được anh vuốt tóc như vậy hoài. Ủa, thật vậy hả? Không khó chịu vì bị anh chạm vào sao? Hara lắc đầu, hồn nhiên đáp, em thích anh chạm vào em,
Chỉ một mình anh thôi hà. Đôi mắt đen thẫm của Hara như một thế giới thu nhỏ mà ba Hưng bị rơi tõm vào đó. Anh cúi xuống thì thào. Vậy thì anh muốn hôn em ngay bây giờ. Cô không đáp mà chỉ hé nở hai cánh môi hồng ẩm ướt. Đôi rèm mi lim dim khép lại. Khi những đôi môi ngậm chặt vào nhau, hai cánh tay của nàng ôm lấy cổ ba Hưng quấn quýt như một con rắn. Toàn thân Hara rung lên bần bật vì cảm xúc. Ba Hưng thấy hồn mình phiêu bồng như đang bay lơ lửng và trôi dạt đi đâu mất. Anh ôm lấy tấm thân mềm mại của nàng, nghĩ thầm. Phải dừng lại ngay thôi, mình không tự kiểm soát được nữa rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ chặt cô gái trong vòng tay, nói thì thào. Viết tiếp đi bé cưng, anh không chịu nổi nữa đâu. Hara nhíu mày, nhìn anh ngạc nhiên. Tại sao vậy hả anh? Ba Hưng bối rối đáp. Vì em dễ thương quá chứ sao nữa. Hỏi kỳ. Nàng mắc cỡ mỉm cười, lòng nghĩ thầm. Anh thật là tốt, giữ ý ngay cả lúc chẳng cần thiết. Tiếng cười của cô gái làm ba Hưng ngạc nhiên. Anh nhìn nàng dò hỏi, nhưng cô gái lảng đi, cúi xuống trang giấy và nói nhỏ. Anh đọc cho em viết tiếp đi. Ngay ba Hưng cũng không hiểu hai đứa sẽ vẫn cố giữ được tình trạng này thêm bao lâu nữa. Anh lắc lắc đầu, nhìn vào tờ đơn đang đọc cho Hara ghi chép. Thúy Hoàng cận kề với Huy vì chẳng còn ai khác thay thế. Đâu thể lan chạ lung tung bả ai cũng cặp bồ cho được. Chứ thật tình thì gã trai trẻ này không làm cho chị thỏa mãn sung sướng được như Mạnh. Thật kỳ lạ, thằng bé trẻ trung, sung mãn, sức lực tràn trề, nhưng về kỹ năng và độ bền bỉ thì hầu như chẳng có bao nhiêu, chưa được một phần mười của Mạnh. Mà không hiểu sao chị lại thích cái lối giang hồ mất dạy và tính cách hung bạo của Mạnh mới kỳ. Điều đó khiến chị luôn kích thích cực độ. Còn Huy quá ẻo ợt, dễ bảo nên thiếu hẳn nam tính, cũng khiến chị đầm chán. Và trong đầu Thúy Hoàng, ý tưởng tìm người thay thế Huy đang manh nha xuất hiện. Nhưng có vẻ như cậu trai chẳng nhận ra điều đó. Cậu tự tin mình được giám đốc sủng ái, cưng chiều, mà chẳng hiểu rằng chỉ vì không có chó thì bắt mèo thế chỗ mà thôi. Ngoài ra, Huy còn chẳng bao giờ biết được chuyện mình gian díu với Soan cũng tới tài xếp lâu rồi. Hôm đầu tiên biết Huy ngủ lại bên đó với con bồ già của Mạnh, Thúy Hoàng nghiến răng trèo trèo. Đàn ông chỉ toàn là một lũ chó, bạ đâu lẹo đó, bất kể là ai. Chúng mày chết hết đi cho rảnh. Giận quá thì rủa thế thôi, chứ đực rửa mà chết hết thì lấy đâu ra đồ chơi cho chị xài. Vì suy cho cùng thì chị cũng lan chạ đâu kém gì chúng nó. Khi nào có thằng khác thay thế thì hẳn hay. Hôm về báo cáo lại việc Mạnh giờ là lái xe và đang ăn ở với Soan, Huy hơi ngạc nhiên khi thấy sếp không có phản ứng gì rõ rệt. Đang ôm nhau thở trên giường sau một chậu quần nhau kịch liệt, chợt Huy đột ngột hỏi. Chị à, em có chút thắc mắc, không biết có nên hỏi không nữa. Chuyện gì? Cứ hỏi đi. Ông Mạnh gây ra bao nhiêu chuyện, nhưng sao chị cứ lờ đi mà không chịu giải quyết gì hết vậy? Tự nhiên Thúy Hoàng thấy bực. Chị nhíu mày, ngó thằng tình trẻ, tự nhiên lại muốn đâm thọt, chọc ngoáy gì đây? Chị hỏi sẵn giọng. Như chuyện gì? Nói nghe thử. Có nhiều chuyện lắm. Ví dụ như cái đêm xảy ra tai nạn ở đường 28B,
Chính mắt em thấy ổng ra xe lúc 7 giờ tối. Lúc ấy em đang chở chị trên ô tô kia mà. Sao chị lại bao che cho ổng? Vì chị không khai ra với cảnh sát chuyện này, nên em cũng bị buộc phải im lặng. Kế đến là chuyện ổng với bà Soan. Họ hợp tác với nhau, giật biết bao nhiêu mối mang của mình. Sao chị cũng chẳng có kế hoạch gì đối phó? Vừa nói đến đó, Huy chợt bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Thúy Hoàng đang nhìn mình, nên vụt im bặt. Lâu nay chị cứ tưởng Huy ngờ nghệt, nhưng không ngờ thằng này lại để ý và biết nhiều chuyện đến thế. Chị cười khẩy. Cậu đang tức thằng Mạnh phỏng tay trên con mụ Xoan chứ gì? Kìa chị, sao lại nói thế? Em đâu có gì với bà ấy. Em chỉ nói đúng lương tâm của mình thôi mà. Không có gì hả? Chỉ ngủ xã giao mỗi khi qua bển thôi chứ gì. Liệu hồn nhé. Lộn xộn. Tôi cho đi theo thằng chó đó luôn, thì đừng có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Nghe hầm hè, Huy nín khe, không dám hỏi gì nữa. Nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức, bực bội vô cùng. Và chuyện gì đến thì rồi cũng phải đến. Gần 2 tuần nay, trong công ty xuất hiện thêm một nhân viên mới. Anh chàng này tinh thăng, làm kế toán. Khuôn mặt không bảnh bằng Huy, nhưng có sở thích tập gym. Thân hình vạm vỡ, xấu muối. Và nguy nhất là hình như đã lọt vào mắt xanh của giám đốc. 3 ngày cuối tuần vừa rồi, Thúy Hoàng không cho gọi cậu về nhà riêng nữa, mà cũng không thèm nói lý do. Chỉ mãi đến khi chính miệng ông Thành gián tiếp báo động thì Huy mới biết. Ủa, lúc này sếp đổi tài xế mới rồi hả? Cậu thất kinh kêu lên. Là sao? Hồi nào? Và ai mới được chứ? Ông Thành biết mình lỡ miệng nhưng lố rồi, nên cười hình hệt, nói luôn. Tao thấy đã 2 lần thằng Thanh kế toán mới làm tài xế chở sếp về mỗi chiều. Xin chia buồn cùng chú em mày nghe. Thế là Huy biết mối lương duyên của mình với chị sếp đã tới hồi kết. Nhưng biết làm sao? Cái nghề đĩ đực thì chuyện bị thay ngựa giữa dòng cũng là chuyện thường kia mà. Nhưng cậu cũng thấy lòng dạ tan nát, tâm trạng buồn thảm. Té ra là Huy cũng có tình cảm với Thúy Hoàng. Đâu như vậy thì chắc là yêu cũng không ít. Hơn nữa, cậu cũng không phải thứ người chỉ biết quan hệ kiểu động vật mà chẳng có chút lưu luyến tình nghĩa gì. Một buổi trưa, khi Thúy Hoàng đang chuẩn bị ra về, thì nhân viên thông báo có 2 người lạ mặt xin diện kiến. Khi cho họ vô văn phòng thì người đàn ông đã tự giới thiệu. Chào chị, tôi tên Hưng, muốn trao đổi chút việc. Nhìn vẻ quê mùa, dáng đi hơi khập khiễng nhưng khá khỏe mạnh, rắn rỏi của người đàn ông. Dù bỡ ngỡ nhưng Thúy Hoàng vẫn vui vẻ đáp. Dạ được, xin mời ngồi. Và anh cần gì cứ nói ạ. Ba Hưng vẫn giữ nét nghiêm trang. Anh nói đều đều, như đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần câu hỏi này. Thưa chị, từ sáng tới giờ tôi đã đến tổng cộng là 3 hãng xe. Chỗ chị là nơi thứ 4 tôi ghé. Và tôi được biết chắc một điều là hơn nửa năm trước, công ty này của chị có một tài xế lái xe đầu kéo tên Lưu Chí Mạnh, chuyên phụ trách vận chuyển hàng đông lạnh trên tuyến quốc lộ 28B. À, cũng cần nói thêm, cái tên này tôi tìm hiểu được ở các công ty vận chuyển quanh đây. Họ đều biết tên này. Nghe nhắc tới Mạnh, Thúy Hoàng rụng rời tái mặt. Chỉ nhìn thẳng vào mặt ba Hưng. Trời ạ, anh chàng này là ai? Tìm Mạnh với mục đích gì?
trong lúc bối rối, chỉ hỏi lại như một cách trì hoãn. Có chuyện gì không? À, còn cô đây là ai? Vừa hỏi, Thúy Hoàng vừa giả bộ tươi cười, quay sang chỉ Hara đang đứng bên cạnh. Ba Hưng điềm tĩnh đáp một cách chậm rãi. Xin chị vui lòng xác nhận, có phải anh Mạnh từng làm việc ở đây không ạ? Biết không thể chối cãi sự thật hiển nhiên, nên Thúy Hoàng cố gắng điềm tĩnh đáp. Dạ phải, nhưng chúng tôi đã cho anh ta nghỉ việc từ lâu rồi. Dạ, cái đó tôi biết, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi xin tự giới thiệu chi tiết hơn về mình. Tôi là người chồng còn sống sót trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường 28B vào một đêm mưa bão của 7-8 tháng trước. Còn vợ tôi thì mất ngay trong đêm đó. Anh quay sang chỉ vào Hara. Còn đây là cô Hara, người dân tộc Rắc Lê, là một nạn nhân khác của tên Mạnh. Hắn giở trò cưỡng bức cô ấy 2 lần, nhưng đều bất thành. Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo đến cảnh sát điều tra rồi. Thưa chị, xin cho hỏi, chúng tôi có thể kiếm tên Mạnh ở đâu được ạ? Thúy Hoàng thật sự thấy vô cùng hoang mang và lo sợ. Sao lâu nay chẳng thấy ai tới tìm kiếm, vậy mà bây giờ đùng một cái có đến 2 người. Còn anh chàng này xem ra khá cứng rắn và quyết liệt. Không khéo chuyện cũ vỡ lỡ thì bản thân chị cũng gặp rắc rối với luật pháp. Thúy Hoàng làm mặt tỉnh khô, đáp một cách mềm mỏng. Dạ, xin thành thật chia buồn cùng với anh. Câu chuyện tai nạn đó thì tôi có nghe, nhưng đêm ấy Mạnh lái xe chuyến 12 giờ đêm, nên theo tôi biết thì không có liên can gì đến vụ án. Cái này anh có thể tham khảo bên công an, họ cũng biết rõ đấy. Sau đó ít lâu, anh ta vi phạm quy định của công ty trong việc mua bán hàng ngoài, nên đã bị công ty kỷ luật cho sa thải rồi. Còn bây giờ anh hỏi hắn ở đâu thì thú thật tôi cũng không biết. Xin lỗi anh, tôi rất tiếc vì không thể giúp gì hơn được ạ. Ba Hưng lạnh lùng cười nhạt, nói rất lễ phép. Thưa chị, trước khi tới đây thì tôi đã dự trù chị sẽ trả lời như thế. Nhưng chị biết không, chẳng ai biết rõ thủ phạm hơn nạn nhân. Tôi không cáo buộc chị bao che cho nhân viên vì sợ bị liên lụy, nhưng nếu có chút lòng nhân, xin chị làm ơn cho tôi biết thêm về lý lịch của tên Mạnh, để chúng tôi tự mình phanh phui ra vụ án này. Nhưng Thúy Hoàng lạnh lùng từ chối. Xin lỗi anh nhé, Mạnh chưa bị ai cáo buộc là thủ phạm, thì tôi cũng không có quyền tiết lộ về nhân thân của anh ta. Lý lịch nằm trong quyền riêng tư của mọi người, hy vọng anh hiểu điều đó. Ba Hưng biết đã thất bại, có nói gì thêm cũng vô ích, nên cúi chào. Dạ, rất cảm ơn chị đã tiếp chuyện. Tôi xin gửi lại số điện thoại, phòng khi chị có đổi ý hay biết thêm điều gì. Xin chào tạm biệt. Nói xong, anh nắm tay Hara kéo nàng ra cửa. Cô gái không hiểu lý do gì, tại sao bà chủ này lại giấu giếm giùm tên Mạnh một cách quá đáng, nhiệt tình như thế. Cô thắc mắc hỏi, sao bà không chịu nói vậy hả anh ba? Nhưng anh chỉ đáp ngắn gọn, về nhà anh nói cho nghe. Khi hai anh em ra tới ngoài đường và chạy được một quãng khá xa, thì đột nhiên có một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít bám theo. Lúc đầu ba Hưng cũng không để ý, nhưng sau đó thì anh nhận ra có người đang bám đuôi. Rõ ràng là hắn tăng giảm tốc độ theo đà chạy của anh, và luôn ở phía sau, cách đều khoảng chừng vài mét. Khi đến một ngã tư,
Ba Hưng lập tức quẹo trái để ra đường quốc lộ, thì anh quyết định tấp vô lề. Người thanh niên cho xe vọt lên ngang hàng, rồi cũng dừng lại và cởi nón gật đầu chào. Ba Hưng cau mày hỏi: "Anh là ai? Sao chạy theo tụi tôi?" "Thưa anh, tôi không thể tiết lộ tên mình. Chỉ muốn cung cấp cho anh một số thông tin về nơi ở của tên Mạnh, người đã cán chết vợ anh vào 8 tháng trước." Ba Hưng kinh ngạc kêu lên: "Ồ, anh biết chuyện này?" Chàng trai lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, đưa cho Ba Hưng và hấp tấp nói: "Trong này có ghi rõ địa chỉ nơi hắn ở, cùng tên họ, gia cảnh, người mà hắn đang quan hệ. Tùy anh xử trí thôi. Còn phía dưới là số điện thoại của tôi. Khi nào chắc ăn rồi hãy gọi. Tôi hứa sẽ ra làm chứng giúp anh. Chúc anh thành công. Xin chào." Sau khi nói xong, chàng thanh niên vội vã quay đầu xe, vọt nhanh về hướng cũ. Ba Hưng mở mảnh giấy nhỏ ra xem, thấy chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: "Vựa hải sản Tám Xoan, số XYZ, thị trấn Cao Nguyên, tỉnh Lâm Đồng." Ở dưới ghi số điện thoại: 123456. Hara lẩm bẩm: "Thằng Mạnh đang ở Lâm Đồng. Anh thấy em nói đúng chưa nè? Nhưng cái ông hồi nãy là ai mà lại biết tên này, và lại còn có ý muốn giúp mình vậy hả anh?" "Ừ, anh thiệt tình cũng không biết luôn. Theo anh thì cái địa chỉ ghi trong này có đáng tin cậy không?" Ba Hưng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Có thể lắm chứ, nhưng phải thử mới biết được. Thôi, anh em mình đi ăn rồi về, trưa lắm rồi." Nhưng Hara lại thắc mắc: "Khi nào mình tới địa chỉ ghi trong tờ giấy này hả anh? Sao không đi luôn bây giờ?" Anh khẽ cốc đầu cô gái rồi giải thích: "Coi em kìa, nôn nóng ghê chưa? Phải suy nghĩ lên kế hoạch hành động cho đàng hoàng, chặt chẽ, rồi mới đi chứ. Bây giờ cứ a thần phù qua bển, có gặp thằng Mạnh thì cũng không thể tự nhiên lao vô bắt hắn cho được. Lấy lý do và bằng chứng gì chứ? Đó là chưa kể đến việc chắc chắn nó sẽ chống cự quyết liệt và xảy ra bạo lực cho coi. Hey, coi vậy chứ không đơn giản đâu bé." Cô gái tỏ ra thất vọng: "Ồ, khó ghê nhỉ. Vậy phải làm sao đây?" Ba Hưng trầm ngâm. "Thật ra thì câu chuyện cũng đang tới hồi kết. Chúng ta chỉ cần một cái cớ để bắt hắn, và cần đến sự trợ giúp của cảnh sát. Vì dù mình có mạnh cỡ nào cũng không thể ngang nhiên bắt người cho được. Ngoài ra, anh cũng đang nghĩ đến cậu thanh niên lúc nãy. Dù chưa biết rõ là ai, nhưng anh cũng hy vọng cậu ấy là một nhân chứng giúp củng cố việc truy tố tên Mạnh." "Dĩ nhiên rồi. Chàng trai lúc nãy chính là Huy. Cậu ta vừa quyết định ra một đòn trả đũa cho sự phản bội của người tình già, và giải tỏa cho sự áy náy lương tâm về việc giấu giếm sự thật với công an trong 8 tháng qua. Nhưng hai anh em còn chưa kịp làm gì thì chuyện bất ngờ lại xảy ra vào chiều hôm sau." Buổi sáng thức dậy, Ba Hưng nói với Hara: "Hôm nay anh phải lên cơ quan cảnh sát điều tra để nộp bản tường trình đầy đủ về vụ tai nạn cùng với vụ hành hung cưỡng bức em, và yêu cầu bắt giữ nghi phạm. Em trong nhà nhé." Cô gái nói: "Vậy em đóng cửa vào trong rẫy được không? Mấy bữa nay anh không vô mà em cũng nghỉ 2 ngày rồi." "Ừ, vậy em cứ đi. Đi đường nhớ cẩn thận quan sát, và về sau 4 giờ chiều nhé. Vì giờ đó anh mới có mặt ở nhà." "Dạ,
em nhớ rồi. Nhưng khi ba Hưng lên tỉnh, trình bày tất cả mọi tình tiết diễn biến, thì phía cảnh sát cho rằng họ cũng đã nắm được một vài yếu tố liên quan đến vụ án, nhưng chứng cứ không có hoặc quá yếu ớt, nên không thể tạm giữ người để điều tra. Lần này cũng vậy, ít ra phải có một bằng chứng cụ thể nào đó thì mới có thể phát hành lệnh bắt giữ. Điều đó có nghĩa là dù Mạnh tự nguyện tra tay vào còng ngay bây giờ, cảnh sát cũng không thể bắt người trái phép. Nghe cán bộ điều tra giải thích như vậy, bà Hưng uất ức kêu lên: "Tôi đã thu thập mọi dữ liệu mà mấy anh cũng không chịu bắt, vậy tôi phải làm sao?" "Anh về chịu khó tìm hiểu thêm, hoặc là chờ đi. Khi chúng tôi thu thập đủ chứng cứ thì sẽ bắt giam và truy tố thôi." "Nhưng mà cứ đợi hoài như vậy rồi nó lại bỏ trốn thì sao?" "Nếu hắn bỏ trốn thì cơ quan công an sẽ phát hành lệnh truy nã, không thể thoát được đâu." Ba Hưng chán nản nói lớn: "Mấy anh làm ăn kiểu đó, không khéo tôi nổi điên, bắt nó rồi đập một trận ra bả cho coi." Anh cán bộ điều tra bật cười: "Ê, đừng có làm thế, vì như vậy thì chính anh bị bắt chứ không phải nó đâu. Đừng có nóng vội nghe chưa." Ba Hưng đành thất thểu ra về mà trong bụng vô cùng ấm ức. Về đến nhà cũng chỉ mới hơn 12 giờ trưa, còn quá sớm để đợi Hara về tới, nên anh đành nấu cơm ăn một mình rồi cố dỗ giấc ngủ. Hôm nay Hara vô rễ cùng với mọi người thu hoạch cà phê. Mỗi khi lao vô công việc thì cô gần như không để ý đến chuyện gì khác. Nàng đã quá quen với cuộc sống nương rẫy, nhọc nhằn, nên việc lao động chân tay đối với cô là rất bình thường. Nàng không hề biết mệt hay bị cảm giác lười nhác xâm chiếm như một số nhân công khác. Đôi lúc, sự siêng năng quá mức của nàng cũng làm cho vài người quen thói hời hợt cảm thấy e ngại. Vì ai cũng biết rõ Hara thân cận với ba Hưng đến thế nào. Điều đó cũng khiến họ dè chừng, không dám làm việc cẩu thả, qua loa trước mặt nàng. Thật ra thì Hara cũng chưa từng mách lẻo về một ai trong nhóm, vì đơn giản nàng rất ngây thơ, không có cái tính đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng ngày ba Hưng càng tin cậy cô gái nhỏ tuổi nhưng có uy nhất nông trại này. Đang làm việc, bỗng Hara nhìn lên bầu trời. Ráng chiều đỏ rực đang ngã dần về hướng tây. Cô nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang cắm cúi làm việc. Nhưng nàng sực nhớ lời ba Hưng dặn dò: "Hãy ra về sau 4 giờ chiều." Anh không muốn Hara về tối hơn, vì e ngại nàng gặp nguy hiểm. Cô thu dọn rồi lấy gùi khoác lên lưng, lặng lẽ ra về trước một mình mà không nói với ai. Hara lẩm bẩm: "Về sớm chắc không sao đâu nhỉ." Hara thủng thẳng vừa đi vừa ngó trời ngó đất. Cô rất thích nhìn rừng núi bạc ngàn trùng điệp trên cái xứ cao nguyên lộng gió này. Dù đã ngắm nghía mỗi ngày, nhưng Hara chưa bao giờ thấy chán khung cảnh nên thơ, lãng mạn nơi đây. Chỉ còn chừng vài chục mét nữa thôi thì cô gái sẽ ra tới ngã ba giáp với quốc lộ 28B. Đang đi lơn tơn vừa ngó trời ngó đất thì bỗng có cái gì đó đập mạnh vào sau gáy. Một thứ cảm giác đau điếng đến váng cả đầu óc, khiến tai cô ù đi. Có âm thanh o o vang động mãi không dứt. Đôi mắt hoa lên như có hàng vạn ông sao lấp lánh đủ màu. Cô loạng choạng ngã chuối tới trước. Hara biết mình bị ai đó đánh rất mạnh. Nàng biết mình sắp sửa ngất đi. "Ôi không được, phải báo tin cho anh ba Hưng." Nàng chỉ còn kịp đưa bàn tay nhỏ nhắn lên cổ, chộp lấy cái còi đang đeo lủng lẳng bằng sợi dây chuyền hinox.
trước khi ngã sấp mặt xuống đất. Bụi cát chùi vào mũi, vào miệng, nhắm sàm. Nhưng Hara vẫn cố gắng lần cuối, đưa chiếc còi đang nắm chặt trong tay lên miệng thổi thật mạnh, một hơi dài. Tiếng còi ré lên lanh lảnh như xé toang không gian tĩnh lặng trong ánh nắng chiều, rồi sau đó im bặt. Hara đã chìm vào cơn hôn mê bất tỉnh. Mạnh rứt mạnh cái còi ra khỏi cổ cô gái, quăng luôn xuống đất, rồi lẩm bẩm chữ thề: "Mẹ cái con này, chết tới nơi rồi còn bày đặt thổi còi, đúng là vớ vẩn." Gã đứng đó cười hình hệt một cách ngạo nghễ: "Lần này thì tao chơi mày tơi bời hoa lá luôn con ạ." Gã cúi xuống, xốc hai cánh tay Hara và lôi sình sệt cô gái vào sâu trong bụi rậm dày bịch bên đường. Sau khi đặt Hara nằm ngửa trên đám cỏ khô dày đặc, Mạnh sực nhớ đến chiếc xe máy dựng bên lề mà cô gái lúc nãy vì vô ý và mãi đi không chịu quan sát thấy. Gã lầu bầu: "Phải giấu chiếc xe này ở đâu nhỉ? Chơi nó xong thì vọt cho lẹ." Trong lúc đó thì ba Hưng đang tập đi bộ qua lại trên sân trước nhà. Bỗng anh nghe thấy văng vẳng tiếng còi cứu sinh, nhưng nó chỉ vang lên có một hơi rồi tắt liệm. Một thứ cảm giác kinh hoàng và sợ hãi xâm chiếm làm anh nghẹn thở. Ba Hưng khoác vội cái áo kaki và mặc vội quần dài, rồi dắt xe lao ra đường. Còn Mạnh nhìn quanh vẫn không thấy chỗ nào thuận tiện để cất giấu chiếc xe gắn máy. Cuối cùng gã quyết định dựng nó ngay phía ngoài để bỏ chạy cho dễ. Gã nghĩ như thế. Khi quay trở vô chỗ Hara, Mạnh ngồi xuống hấp tấp cởi váy áo của cô gái. Gã đàn ông há hốc mồm như một con chó dại đang rớt dải thèm thuồng khi vừa trông thấy khoảng da ngực trắng ngần và mịn màng như tơ lụa của cô gái trẻ hiện ra lộ lộ trước mắt. Nhưng đúng ngay lúc ấy thì Hara sực tỉnh dậy. Cô thấy Tinh Mạnh đang cười cợt xuất hiện mờ ảo trước mắt mình. Hara thét lên kinh hoàng. Cô lấy hai tay che ngực và cố gắng ngồi dậy. Nhưng gã đàn ông cất giọng ồm ồm: "Nằm yên cho tao chơi, chẳng có ai cứu mày đâu." Vừa nói, gã vừa lấy tay xô cô gái ngã vật xuống cỏ. Sau đó, cố nằm đè lên người cô, cố ngăn không cho nàng vùng vẫy. Nhưng Hara đã tỉnh dậy và sờ tay lên cổ. Cái còi đã mất. Cô biết bây giờ chính mình phải tự cứu lấy mình. Hara vung tay quào lên mặt gã đàn ông. Cú phản công đầu tiên trúng đích. Mấy ngón tay móc trúng mi mắt khiến gã thấy rát bỏng và cay xè. Mạnh rú lên: "À, cái con nhỏ này, mày dám đánh tao hả?" Gã giang tay tán mạnh vào mặt Hara. Cú đánh quá mạnh khiến cô gái hộc lên, rồi máu mũi trào ra đỏ thẫm. Cô đau quá không còn thấy gì nữa. Hara cố vùng ra khỏi thằng khốn đang đè trên người mình. Có chết nàng cũng không thể để gã chiếm đoạt. Cô vung tay co chân cào cấu loạn xạ. Còn Mạnh thì điên tiết vì không ngờ con quỷ nhỏ này phản ứng dữ dội đến thế. Gã vung tay đấm liên tiếp vào mặt cô gái. Hara đau đớn đến nỗi tưởng chừng như mình sắp ngất đi. Mạnh ngồi lên bụng cô gái, cố kéo tuột chiếc váy của nàng ra khỏi người. Gã nhe răng cười nhăn nhở: "Giờ thì có trời cứu mày thôi con." Nhưng ngay lúc ấy thì có một bàn tay túm lấy đầu tóc Mạnh kéo ngược lên, và liền sau đó một bàn tay khác tung ra một quả đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt của gã. Tên biến thái này ngã văng ra đất. Ba Hưng đã tới vừa kịp lúc. Anh tiếp tục
lôi hắn đứng dậy trong cơn choáng váng chưa thể định thần, và lại tiếp tục tung ra liên tiếp những cú đấm khác. Anh dồn hết lòng căm thù và cơn giận dữ chất chứa trong lòng bao lâu nay vào từng quả đấm nặng ngàn cân, vào giữa mặt, vào người của tên sát nhân. Bà Hưng cứ lặng lẽ, không nói gì, không chửi rủa một tiếng nào. Anh xách đầu gã đàn ông lên và cứ thông thả tung ra từng cú đấm trúng đích như trong một cuộc tập vợt với bao cát, cho đến khi Mạnh ngã quỵ xuống và tơi tả như một cái mền rách, mắt mũi sưng vù đến nỗi Hara lúc ấy đã ngồi dậy phải kêu lên thất thanh: "Anh ơi, dừng tay đi, không thôi nó chết bây giờ." Lúc ấy bà Hưng mới sực tỉnh. Khi anh buông ra thì Mạnh rơi phịch xuống đất, nằm chèm bẹp như một miếng giả rách, mặt mũi máu me bè bét. Bà Hưng bước tới bên cạnh Hara và ôm chầm lấy cô gái, sau đó nâng mặt nàng lên quan sát những vết bầm tím và những vết máu loang lổ. Anh đau khổ kêu lên: "Anh xin lỗi Hara vì đã không tới kịp lúc." Nàng dúi mặt vào ngực anh khóc nức nở: "Dạ không, anh tới kịp mà." Sau đó anh ra xe lấy dây ràng trói gô tên Mạnh giao cho công an địa phương. Chính bà Hưng cũng không ngờ âm mưu cưỡng bức Hara lần này đã đưa thẳng Mạnh vào nhà giam mà không cần phải thu thập thêm chứng cứ nào nữa. Coi như trong cái rủi có cái may. Hôm gặp lại cán bộ điều tra trên công an tỉnh, bà Hưng hỏi đùa: "Lần này tôi đã đập thằng khốn đó một trận ra bả, rồi lôi nó vô luôn nhà giam. Vậy có tội gì không?" Anh điều tra viên cười khì: "Ủa, lần này anh đập nó là đúng rồi. Nó đang cố cưỡng hiếp người yêu của anh mà. Gặp tôi cũng quýnh thấy bà nó luôn chứ nói gì anh." Trong phiên tòa, đúng như lời hứa, Huy đã ra làm nhân chứng duy nhất đủ tư cách. Mạnh bị kết án hai tội cùng một lúc: tội cố ý vi phạm quy định gây tai nạn chết người khi tham gia giao thông, và tội hiếp dâm bất thành, bị bắt quả tang. Tổng mức án là 15 năm tù. Thúy Hoàng và ông Thành mỗi người cũng bị 3 năm tù về tội đồng lõa và che giấu tội phạm. À, cũng quên nói thêm, trong buổi chiều hôm ấy, Hara loay hoay đi lòng vòng nhất quyết tìm cho ra cái còi cứu sinh mà Mạnh đã giật ra khỏi cổ nàng quăng xuống đất. Sau đó nó bị vùi vào trong một đám cỏ mà phải rất lâu mới tìm thấy. Trong suốt gần 30 phút tìm chưa ra cái còi, Hara đã nổi giận suýt tát vào Mạnh tới mấy lần về cái tội dám giật đứt món đồ quý giá của nàng. Từ đó cái còi là một kỷ vật mà Hara giữ kỹ còn hơn bất kỳ vật gì đáng giá mà nàng có được sau này. Hai người vẫn sống chung nhà, và ba Hưng vẫn cố giữ gìn cho đến hết thời hạn 3 năm để tan vỡ mới chính thức làm đám cưới với Hara. Có một điều mà cả ba Hưng lẫn Hara đâu có nói cho ai nghe, vì thật ra thì cũng đâu có ai tin rằng hai người này thực sự chờ đợi tới 3 năm. Phong tục thôi mà, có những thứ đâu cần phải chờ lâu vậy. Chắc chị ba trên bàn thờ cũng không nỡ giận vì hạnh phúc mới của anh ba chứ nhỉ. Với lại Hara là một cô gái đáng yêu quá mà. Dĩ nhiên là hai anh chị này sống bên nhau suốt đời hạnh phúc. Cả thôn Ajun ai cũng chế giễu ba Hưng là một anh chàng cưng vợ nhất vùng.